thì An Trinh lại đem đến cho mình một sự lựa chọn mới trong những set đồ để mình đi làm ha. Một mẫu đồng mang hơi hướng công sở nè, khi các chị mặc lên vô cùng thanh lịch luôn. Và đây là một sản phẩm mới nhất của nhà TTV. Các chị có thấy là với phần thiết kế rất là lạ mắt không? An Trinh cực kỳ ưng mẫu sản phẩm này. Thứ nhất là ở phần trên thì khi mà mình nhìn vô mình đang tưởng là em mặc một cái áo ở trong và khoác thêm một cái áo khoác ở bên ngoài, nhưng mà đây là TTV thiết kế liền cho mình luôn nên khi mình mang mặc rất là tiện ha. Rồi bên cạnh đó là phần dáng áo của mình, phần trên là dáng dạng bếch lông thì khi các chị mặc lên sẽ che được khuyết điểm vòng hai. Em thấy mẫu này vừa đẹp mà vừa mang lên là che được hết tất cả các khuyết điểm luôn. Mẫu này thì em chưa đang mặc là màu xanh cổ vịt thì em thấy cái màu xanh này nó rất là lạ mắt cũng như là mang lên rất là nâng cái tông da của mình lên. Hiện tại thì tại TTV đã có tất cả các size nè, cũng như là có màu nữa, tí nữa em sẽ mặc cho mình coi cái màu thứ hai nha. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì mình có thể để lại cho em là mã TTV 748 cộng màu xanh cộng số điện thoại ở bên dưới, và có chia sẻ video sẽ được giảm 20.000 cũng như là miễn phí ship luôn nha các chị ơi. Với mẫu TTV 748 thì ngoài tông màu xanh, mình còn có một tông màu đỏ vô cùng sang trọng nữa. Mẫu sản phẩm này thì em Trinh cực kỳ ưng chất liệu vải. Chất liệu vải mà TTV thiết kế là thun cáp Nhật. Nó có độ co giãn cực kỳ tốt nên khi các chị mặc lên phong dáng người của mình rất là thoải mái. Và bên cạnh đó, em đã mặc rất là nhiều cái mẫu đầm của TTV với chất liệu thun cáp Nhật thì em thấy là độ bền rất là cao và mình mặc thì mình giặt cũng không có bị xù lông ha. Rồi, các chị ơi, nếu mà mình muốn mặc mẫu này đi tiệc cũng được, tại em thấy rất là sang, mình chỉ cần phối cho em một vài phụ kiện nhỏ thôi thì sẽ tôn lên cái dáng đồ của mình. À, bên cạnh đó nếu các chị muốn đặt hàng thì mình chỉ cần để lại số điện thoại và mã sản phẩm ở bên dưới, sẽ có các chị tư vấn viên gọi điện tư vấn chốt cho mình nha. À, mẫu này thì hôm trước Trinh mua là 425, nhưng mà Trinh có chia sẻ livestream cũng như video này thì em được giảm thêm 20.000 và còn được hỗ trợ miễn phí ship nữa, là các chị có thể đặt hàng ngay bên dưới hoặc là mình đến cửa hàng mình thử mẫu sản phẩm này nha. TTV xin chào tất cả các chị. Ngày hôm nay em Nhung có một cái phơn đồng rất là lạ cho mình luôn. Tự nhiên dạo gần đây nhà TTV lên rất là nhiều phơn đồng đẹp và được rất là nhiều chị em nhà mình săn đón luôn ạ. Mẫu đồng em Nhung đây mặc là một cái phơn body nè, em thấy rõ không ạ? Và cái mẫu đồng này á, nó sẽ có một cái bếp lưng ở ngang cái phần bụng, che luôn cả cái khuyết điểm bụng dưới cho mình, và nó có một cái bèo bên đây. À, xin chờ, rất là lạ các chị em nha. Và cái tông màu em Nhung đang mặc đó là tông màu xanh đen nữa, vừa là thon gọn dáng cho mình mà vừa là tôn được cái nước da của các chị nhà mình luôn. Cái mẫu đầm này thì em Nhung sẽ may cái phần cổ là cổ đắp, nhưng mà em may rất là kỹ nên là các chị không có sợ là nó bị lộ cái phần ngực của mình ở phía trên. Mẫu đầm TTV 616 em đang mặc có giá là 445.000. Mẫu đầm này em may bằng chất liệu vải nhuộm trơn cao cấp, có độ co giãn mềm mịn thấm hút mồ hôi cho các chị nha, và mình mặc một thời gian dài cũng không có sợ nó bị xù lông luôn. Phần đầm em đang mặc sẽ có size là từ 45 cân cho tới size tầm khoảng là 73 cân là các chị nhà mình mặc vừa, tương đương là từ size S cho tới size 3XL giúp em ha. Đằng sau có thiết kế khóa kéo và phía dưới lai, ở phía sau em sẽ may một cái đường sẽ lai cho các chị, mình rất là dễ dàng để di chuyển luôn ạ. À, chị nào nhà mình thích mẫu đồng này thì ghé liền cơ sở của nhà em tại địa chỉ đó là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, 439 Lũy Bán, Bích Phường, Hiệp Tân, quận Tân Phú, và 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để mình có thể là săn em đồng TTV 616 này nha. Còn chị nào nhà mình ở xa thì cứ việc yên tâm giùm em, thích sản phẩm này comment đặt hàng lên trên bài viết giúp bé Nhung là TTV 616 màu xanh đen kèm cho em số điện thoại, các bạn chuyên viên bên nhà TTV sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhé. Xin chào tất cả các chị đẹp của nhà TTV. Hôm nay em Nhung có một cái phơn sản phẩm mới dành cho các chị nhà mình với cái tông màu hồng đuốc, và các chị rất là yêu thích cái màu hồng đuốc này luôn. Mẫu đầm em Nhung đang mặc là TTV 616 các chị nha. Phơn này là phơn body được thiết kế bằng chất liệu vải đó là vải nhuộm trơn cao cấp dùm em. Và cái mẫu sản phẩm này các chị nhà mình nhìn kỹ giúp em Nhung, đây là phơn body dài, em may dài qua cái phần gối cho mình luôn, làm tăng thêm cái chiều cao cho chị nào nhà mình có chiều cao phim tốn nha. Mẫu cổ thì em sẽ may là cổ đắp nè và xéo một bên như thế này, tạo cái sự mới lại cho phơn đầm. Và ngay cái phần bụng to của mình cũng giống như là cái phần khuyết điểm của các chị em vậy đó, em sẽ may cho mình một cái bếp lưng, và ở đây là cũng có một cái phần bèo, nhưng mà các chị mình nhìn kỹ nó giống như là một cái nơ, thì thường là người ta sẽ may nơ theo cái kiểu là lên trên này đúng không ạ, nhưng mà em sẽ may nơ rớt xuống, và ở đây là em đã đính sẵn cho mình rồi nên là không có sợ nó bị buông cái gì hết nha. Sản phẩm
em đang mặc là có màu hồng ruốc, nên là nếu như mà các chị nhà mình thích sản phẩm này thì nhanh tay chia sẻ bài viết để mình được hỗ trợ giảm giá 20.000 khi mà mình ghé shop hoặc là mình đặt hàng lên trên bài viết của em nha. Nếu như mà chị nào nhà mình ở gần Gò Vấp, ở gần Tân Phú và ở gần Thủ Dầu Một Bình Dương thì mình ghé cho em chi nhánh đó là 22 Phú Lợi Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương nè, rồi 439 Lũy Bán Bích phường Hiệp Tân quận Tân Phú và 817 Quang Trung phường 12 quận Gò Vấp cho em để mình săn sản phẩm này nhá. Còn chị nào nhà mình đã xa thì nhanh tay để lại cú pháp đặt hàng cho bé Nhung là TTV616 kèm cho em màu hồng ruốc và số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhé. TTV xin chào tất cả các chị nhà mình nha. Mẫu đầm mà em Dung đang mặc thì rất là trẻ trung đúng không ạ? Điều đặc biệt đó là nếu như mà chị em nào nhìn cái mẫu đầm này đó thì chắc chắn là đều là rất là thích cái em đầm này luôn. Với cái tông màu hồng ruốc như thế này, điểm nhấn là sẽ là có một cái bếp lưng ở ngang cái phần eo của mình nha, che đi được cái phần bụng to cho mình rất là ok. Và ở bên phần bên đây thì em Dung có tạo cho các chị một cái điểm nhấn chút xíu, đó là một cái viên ngọc như thế này nè, làm cho cái mẫu đầm TTV338 này nó trẻ trung hơn rất là nhiều luôn. Size thì từ 45 cho tới size 80 cân cho em ha, tương đương là từ size S cho tới size 3XL cho mình luôn. Em Nhung quay một vòng cho mình xem nha. Đằng sau á thì sẽ có thiết kế dây kéo cho các chị nè. Và chất liệu vải đuổi trơn là một cái chất liệu vải cao cấp, có độ co giãn nhẹ và thấm hút bồ hơi cho mình rất là nhiều. Và cái mẫu đầm mà em Nhung đang mặc thì chỉ có giá 395.000 thôi. Nếu như mà chị em nào nhà mình thích á thì chia sẻ giùm em Nhung được giảm 20.000 ưu đãi miễn ship. Comment ngay lên trên bài viết này là TTV338, số điện thoại và màu cho em Nhung ha. Màu đang mặc thì sẽ là màu hồng ruốc giùm em nha. Các bạn tư vấn viên liên hệ lại và chốt đơn hàng cho các chị. Em Nhung có thêm một cái màu sắc mới cho các chị nhà mình ở đây, đó là màu xanh cổ vịt. Và thiệt sự là cái màu xanh này đang rất là hot trên thị trường luôn. Nếu như mà trong tủ đồ của chị nào nhà mình chưa có cái em xanh cổ vịt thì nhanh tay rinh liền cho em Nhung cái mẫu đầm TTV338 mà em Nhung đang mặc ha. Chất liệu vải đuổi trơn cao cấp, có độ co giãn, thiết kế firm body ôm sát vào dáng của mình nhưng mà vẫn rộng rãi thoải mái và có một cái dạng bếp lưng ngang bụng để che đi được cái phần bụng to cho mình nha. Riêng mẫu đầm TTV338 này á thì nhà TTV chỉ thiết kế một túi ở một bên cho mình thôi và có đủ size cho mình tới là 80 cân luôn, từ size S cho tới size 3XL. Và chị em nào nhà mình thích cái mẫu đầm TTV338 giá là 395.000 thì nhanh tay chia sẻ cái bài viết này giùm em Nhung nha để được lên 2 ưu đãi giảm giá và miễn phí ship toàn quốc cho mình ha. Comment cho em là 338 và màu kèm cho em Nhung số điện thoại để các bạn nhân viên liên hệ tư vấn và chốt đơn hàng cho mình luôn nhé. Một mẫu đầm giúp cho các chị sang trọng và đẳng cấp hơn thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn rất phù hợp với mã TTV767. Với mẫu sản phẩm này thì em Trinh cực kỳ ấn tượng bởi chất liệu vải, góp phần làm cho cái đầm của mình thêm lạ mắt hơn rất là nhiều. Vì TTV sử dụng cho mình chất liệu vải bố cao cấp và đặc biệt rất mềm mại nha các chị. Với mẫu này thì khi chất liệu vải lên form đầm rất là chuẩn nè. Bên cạnh đó các chị đang nhìn thấy không phải chỉ là một màu xanh đơn giản đơn điệu bình thường mà được kết hợp cho em giữa ba tông màu đang xen giữa các sợi vải là màu xanh, màu đen và màu trắng. Nên khi mình nhìn thì cái màu xanh này nó đặc biệt hơn và nó lạ mắt hơn đúng không ạ? Với mẫu sản phẩm này thì em Trinh còn thêm một tông màu nữa. Các chị đợi em xíu em sẽ quay lại nhé. TTV767 sẽ có hai phiên bản màu sáng và tối cho các chị lựa chọn. Phiên bản em đang mặc là tông màu hồng dâu ha, tạo nên sự nhẹ nhàng nè cũng như là rất là ngọt đúng không các chị? Mẫu sản phẩm này em cực kỳ ưng ý bởi form đầm và thiết kế. Đầu tiên mình có thể nhìn thấy đây là form đầm dáng hơi ôm một xíu nên khi các chị mang lên rất là tôn dáng. Và bên cạnh đó nhà em có thiết kế cho mình dáng áo ở trên là phần bách lung thì các chị thấy là với phần thiết kế này sẽ che đi được hết hoàn toàn tất cả các khuyết điểm vòng hai nè. Ở trên thì có một cái nơ làm điểm nhấn nhẹ nhàng cho các chị ha, nên là tạo cảm giác là cái đầm này nó lạ mắt hơn rất là nhiều. Với phần bếp lung thì đi từ đằng trước ra đằng sau và ở đằng sau nhà em vẫn thiết kế dây kéo khóa dài cho các chị nên là rất là dễ dàng cho vấn đề mình mang mặc lên. Mẫu sản phẩm này thì các chị khi mà mình mang thì mình có thể mang đi tiệc nè, đi làm, đi chơi, đi đâu cũng rất là phù hợp ha. Rồi, tay thì của mình sẽ là phần tay phòng nè, tay phòng tạo điểm nhấn cũng như là che được khuyết điểm bóc tay cho cả nhà mình. Hiện tại thì mẫu này đã và có mặt tại tất cả các cửa hàng của TTV tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ở Hồ Chí Minh thì mình có hai chi nhánh. Đầu tiên là 817 Quang Trung phường 12 Gò Vấp, thứ hai là 439 Lũy Bán Bích phường Hiệp Tân quận
Tân Phú, và em còn có thêm một chi nhánh ở Bình Dương nữa là 22 Phú Lợi Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương nha các chị. Còn nếu không có thời gian ghé qua trực tiếp thì các chị có thể để ngay số điện thoại bên dưới là mã cộng số điện thoại, thì sẽ có các chị tư vấn viên gọi điện và hỗ trợ cho mình nha. Đặc biệt khi mình mua hàng online, mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nè, được miễn phí vận chuyển nè, và đặt hàng ngay bây giờ mình sẽ được giảm thêm 20.000 đồng trên một sản phẩm nữa nha các chị. Để lại số điện thoại ngay nha. Lại thêm một tông màu sắc rất là đẹp đây cả nhà mình ơi. Với thiết kế cho mình là dạng phông đầm suông nha cả nhà nha. Thì nếu mà chị nào mà đang tìm kiếm những cái mẫu đầm để mà che gọn các khuyết điểm cho mình, ví dụ như là bụng nè, eo nè, tay cũng như là đùi ha, thì các chị mình nên thử với cái mẫu đầm này. Tại vì với cái bảng màu này thì em thấy là màu của Tết nhất nè, những cái tông màu rất là dễ phối đồ luôn. Đặc biệt là nhìn cảm giác sẽ rất là gọn người cho mình nha. Với hai tông màu cho mình là tông đỏ và tông màu đen, thì hai bảng màu này vô mình gọi là kết hợp, nhìn cảm giác trắng da hơn nè, nhìn gọn người hơn nè. Mà ngày hôm nay các chị thấy là cái hoa văn của em ngày hôm nay làm nó có lạ mắt không ạ? Hai bên của mình sẽ được chia ra tầng cho em từng khung bậc màu nha. Một bên sẽ là tông màu đỏ và một bên sẽ là tông màu đen. Nhưng mà sau đó em sẽ kết hợp thêm cho mình một xíu nữa là cái đường điểm nhấn là những cái đường viền caro nhẹ thôi, để các chị thấy là cảm giác là mình tôn được cái bộ đồ của mình lên. Và với cái màu đầm suông này thì điểm nhấn nhẹ nhàng với hai tông màu sắc đã rất là xinh rồi đó không ạ? Bên cạnh đó thì TTV còn lựa chọn cho mình sẽ là cái phần túi là hai bên, là túi sau. Chất liệu vải sẽ là vải tuyết mưa. Với vải này thì nó sẽ dày dặn sẵn rồi nên là không bất cứ lớp lót trong nha. Em này cho mình thì có làm cho mình là cổ tròn cũng như là tay ngắn vừa đủ để mà che được các khuyết điểm về tay. Và phần cổ là cổ tròn thì quá là lịch sự rồi đó không ạ? Em này cho mình thì đầy đủ các size nha. Size từ M đã tầm cho mình là size 3XL. Và mẫu đầm này của mình là hiện tại nếu mà chị nào mà mua trên video nha, mình sẽ được hỗ trợ là giảm giá cũng như là free ship và kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền luôn. Mẫu này các chị thấy là dáng nó sẽ dài qua gối nha, nên mình đừng có lo lắng là em ơi, ví dụ như mà chị cao 1m55 hoặc 1m50 thì mặc cái form này có bị dài quá không, hay là chị cao 1m6, 1m7 thì mặc có bị ngắn quá hay không, thì yên tâm bên em sẽ có đầy đủ các size để mình lựa chọn nha, nên mình đừng có làm tăng cho em là việc thấp hay là việc cao nha. Còn lại thì cứ để bên em TTV sẽ hỗ trợ cho mình. Và nếu mà chị nào mình có cái thời gian rảnh hơn thì mình ghé tại ba cơ sở cửa hàng nha. Cơ sở đầu tiên của TTV sẽ là Quang Trung Gò Vấp nè, cơ sở 2 sẽ là Bình Dương, cơ sở 3 cho mình sẽ là bên Tân Phú nha cả nhà. Thì cả nhà mình cứ ghé trực tiếp bên các cơ sở cửa hàng để được các bạn tư vấn thêm về size cũng như là chốt đơn hàng thành công thì cả nhà mình nghe. Cảm ơn các chị đã xem hết video ngày hôm nay. Nhớ nút đăng ký để nhận được nhiều thông báo của TTV. Các chị ưng ý sản phẩm ngày hôm nay để lại cho em mã, màu và số hộp bên dưới nha. Sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ tư vấn cho mình. Lưu ý là các chị mình để cho em là số hộp của mình á, là bằng chữ email nha. Vì kênh YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa xuyên thoại.